da giấy lại cũng À, có thể chú lót được giấy trà. vô. Ừ, nó khỏe muốn chết luôn. Nó cũng muốn chết con phải không? Ra đấy. Cười cái Nó cũng chết ra đâu bắt ngoài đi, tắm chụp chụp được. em. Thật quá mà ngoài mới bắt ngủ hoài luôn á. Con đâu có chịu đâu. Trời ơi, con đòi đi tắm mà ngoài không biết gì hết trơn. Ngoài vô ngủ hoài luôn á, phải không con? Phải không hả? Vàng. Và chị nói Hả? kìa sao? Và chị Chị nghĩ kìa. ơi. Chị ơi, chọc giờ nó xuống quá trời rồi. Ủa? Phải không? Nè. Ủa gì đâu làm gì con nghe vợ quay con á phải không? Nè. Giờ không đụng gì đâu, Nè. kẹo ngoại kêu Cười con đi. câu đi. Chắc già. Ủa? Ơi. Chấp anh. Chứ. Trời ơi. Em bé trong hộp sữa gì Thảo ơi. Rồi kìa. Trời ơi, chân em chưa gì Thảo. Chân em không chịu luôn gì Thảo ơi. Ơi sao vậy? Gặp đó. Dữ dội giống ông ngoại à. Trời ơi, cột đồ một cái là khỏe quá trời khỏe luôn. Hồi nãy giờ ngoại không làm, ngoại làm con bực bội quá chừng luôn phải không? Hả? À, bây giờ nó xuống rồi, nó khỏe rồi ông ngoại ơi, tắm mát nha. Con à, ơi gặn hay vậy? Ủa gặn hả con? Ô con lót sẵn đi, nguy hiểm quá. Hiểm quá ngoại ơi. Kìa kìa ông ngoại kìa, ngoại bên kia kìa, ngoại kìa. Ủa trời ơi, bye bye. Mà giống trai quá, muốn đá banh hay vậy? Ừ? Sổ sữa có ngắn không nè, nó không có sổ sữa gì. Không bị gì đâu vậy Thảo? Góc đùi chắc đi bạn gì, này góc đùi nó gì nè mà. Ôi ôi, con gì mà chê ông sổ sữa. Sổ quá đâu có đẹp. Ê, người ta muốn chịu, cưng muốn chịu rồi, còn đòi cái gì nữa. Phải không con? Thầy ư. Ngủ hoài, người ta muốn chơi mà bà ngoại. Kỳ cục quá không? Ủa dạ, dao nãy trong mì của con Bi Nhung á. Ăn rồi đó hả? Dạ. Ui u. Ui ơi, làm chơi nó khỏe gì đâu luôn á dạo. Hả? Cục vàng. Ở cục vàng trưng quá nè cục vàng ơi. Hả? Chào con. À, sao sao vậy các chị Nghi hả? Hả sao chị con? Tắm nghe chị chút xíu rồi tắm nghe nghe. Tay ông lại hùng mới tay cái à. Ở chung quá cưng luôn rồi. Ừ, nó đã. Trời ơi, bạn trai đẹp đó ông ngoại. Liếc lại liếc tới liếc lui kiếm người. Ơi ơi ơi. Tết là bắt đầu nói chuyện nha.
Ơi ơi nói chuyện nghe không kịp luôn á, không ai nói chuyện vợ em luôn á Dạo, phải không? À. Mẹ cứ ba trong đây nó ok ơi, nè. Mẹ chấm mấy bộ đồ chết cho bé Gạo rồi đó. Cái Gạo xuống không? Bà Tư mua mấy bộ đồ, 5-6 bộ đồ. Ủa sao vậy? Sao con gặn hay vậy? Gặn. Rồi. Ghẻ rồi. Ghẻ rồi nè, đang gặn nè. Ui. Cười quá Gạo. Rồi. Đó lên. Kéo kéo ra ra thả ra ra. Để dính. Ây giỏi quá. Tốt lên. Cho ngoài ba bút cục vàng. Tốt lên, gặn nữa không? Ê, để xuống dính cục cất này. Dính nó con, thôi đừng có đạp. Đã đi không ngồi. Ờ, thấy xong chưa? Vậy nữa không? Rồi nè. Gặn đi con. Còn không? Cố lên, cố lên, bé Gạo cố lên. Cố lên, giỏi quá. Khánh ơi, gần gặn lên. Giỏi quá. Ô. Còn nữa. Rồi. Rồi. Rồi sao trội nè? Để tôi lại. Xay miếng giấy rồi rồi kia. Đá luôn rồi. Để xuống đây úp lại đi cho đỡ hôi. Dục liền giờ lấy cho miếng nữa coi. Biết càng dục liền rồi. À. Đâu? Ơi ơi nó khỏe. Nó khỏe quá rồi phải không? Người dính lên trên luôn kìa. Đây. Rồi. Cho là chu lại cái nữa. Cho bà nội cho bà ngoại một bọc vàng. Xịp bụng. Trời ơi, khỏe quá rồi. Vậy là không khỏe. Xịp bụng rồi. Chùi thêm cái nữa.